loài chim và ếch độc đã phát triển một cách để tránh bị tổn hại nhưng không phải theo cách chúng ta nghĩ. Trong những khu rừng ở New Guinea có một con chim nhỏ xám xịt với một bí mật chết người. Nó được gọi là pitohui, có mũ trùm đầu và những chiếc lông màu cam và đen của nó được tẩm chất độc. Chỉ cần chạm vào lông của một con pitohui cũng đủ khiến tay bạn cảm thấy như chúng đang bốc cháy. Nhưng khi ăn phải một chút độc tố botulotoxin, gọi tắt là BTX, chất độc này sẽ ngăn các kênh natri của bạn hoạt động, dẫn đến tê liệt và thậm chí tử vong. Bạn có thể nghĩ về những chất độc này như một loại thuốc tự nhiên. Đó là thứ mà các loài động vật sử dụng để tự bảo vệ mình, bởi vì nó hoặc mang lại cảm giác rất khó chịu cho thứ đang cố gắng ăn chúng, hoặc trong trường hợp xấu nhất, nó giết chết thứ đang cố gắng ăn chúng. Daniel Miner, một nhà lý sinh tại Đại học California, Viện Nghiên cứu Tim Mạch San Francisco, tìm hiểu sự khác biệt giữa động vật có nọc độc và động vật có độc. Các nhà khoa học tin rằng pitohui không tự sản xuất độc tố mà lấy chúng từ con mồi bọ cánh cứng nhỏ bé của nó. Cơ chế tương tự cũng được nghi ngờ ở loài ếch phi tiêu độc ở Trung và Nam Mỹ, chúng cũng mang BTX trong làn da sáng màu của chúng. Tất cả những điều đó dẫn đến một câu hỏi hấp dẫn: làm thế nào để những động vật độc như pitohui không bị đầu độc? Trong nhiều thập kỷ, giả thuyết tốt nhất cho rằng chim và ếch đã phát triển các kênh natri thích nghi đặc biệt, một phần của cơ thể cần thiết cho các dây thần kinh, tế bào não và tế bào cơ hoạt động bình thường, miễn dịch với BTX. Rốt cuộc có một số ví dụ về động vật có thể loại bỏ chất độc bằng phương pháp này. Chẳng hạn như cầy mang gớt Ai Cập có thể sống sót với nọc độc của rắn hổ mang. Nhưng một nghiên cứu được công bố ngày hôm nay trên tạp chí Sinh lý học tổng quát đã lật ngược quan điểm đó. Các nhà nghiên cứu đưa ra bằng chứng cho thấy loài ếch pitohui và ếch độc có thứ mà họ gọi là bọt biển độc tố, hay protein có chức năng quét sạch các chất độc gây tử vong trước khi chúng gây ra thiệt hại. Tìm bằng chứng về protein, bọt biển độc tố trong phòng thí nghiệm, Miner và các đồng nghiệp đã tái tạo các gen chịu trách nhiệm về pitohui và kênh natri độc của ếch và đưa chúng vào các tế bào sống của nhiều loài khác nhau tiếp xúc với BTX. Các tế bào này không thể chống chọi lại chất độc, cho thấy kênh natri của động vật độc không kháng BTX. Tuy nhiên, khi họ tiêm BTX vào những con ếch sống khác loài, chỉ những con ếch độc sống sót. Miner nói, điều đó cho chúng tôi manh mối rằng có một thứ gì đó cơ bản che chắn cho các kênh nhìn thấy chất độc này. Lý thuyết hàng đầu của ông là một protein bọt biển, một thứ mà ông đã xác định trước đây. Vào năm 2019, phòng thí nghiệm của Miner đã tìm thấy một miếng bọt biển chứa độc tố giúp ếch ương miễn dịch với một chất độc mạnh khác gọi là sacitosin. Mặc dù anh ấy vẫn chưa tìm thấy thứ gì đó tương tự ở loài ếch pitohui hoặc ếch độc, nhưng đó chắc chắn là một mục tiêu, anh ấy nói, đọc về một con ếch độc được phát hiện ở Peru. Rebecca Tavern, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học California, Berkeley, người đã nghiên cứu cách loài ếch độc chịu đựng một chất độc thần kinh khác gọi là epibatidine, rất ấn tượng trước kết quả. Tavern cũng là một nhà thám hiểm địa lý quốc gia cho biết, đặc biệt với quy trình nghiên cứu của mình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng các kênh natri của ếch độc không nhạy cảm với botulotoxin. Điều này không như chúng tôi đã dự đoán, nhưng cô ấy cũng cảnh báo không nên tổng quát hóa quá mức các kết quả. Bà nói, đây chỉ là một trong nhiều loại độc tố mà loài ếch có. Nhưng đối với trường hợp mà họ đã thử nghiệm, tôi bị thuyết phục, nghiên cứu chất độc có thể dẫn đến những đột phá trong y học, mặc dù các loài chim ở đảo xa xôi và ếch rừng nhiệt đới có vẻ là một chủ đề thích hợp để nghiên cứu. Nhưng việc làm sáng tỏ phép thuật sinh học của chúng có thể có ứng dụng cho mọi người ở khắp mọi nơi. Ta vẫn nói, các chất độc trong lịch sử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta nhắm mục tiêu các protein cụ thể và khám phá chức năng của các protein đó. Và cũng là cơ sở để thiết kế thuốc, ta vẫn nói, tìm hiểu xem một ngày nào đó, nọc độc có thể cứu mạng bạn. Ví dụ, một thành phần của chất độc của ếch ương đã được chứng minh là có một số tác dụng chống ung thư trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong khi độc tố tetrodotoxin có trong các sinh vật khác nhau, từ cá nóc đến sa rông, đã được nhắm mục tiêu như một nguồn thuốc gây mê mới. Đối với tôi, câu hỏi thú vị nhất là, tại sao những con vật này không tự giết mình bằng chất độc này? Miner nói, nhưng điều này cũng sẽ cho chúng ta biết một điều gì đó thực sự quan trọng về cơ bản về các hệ thống sinh học.